Vâng, xin được kính chào toàn thể quý chị và các bạn đã quay trở lại với những video trên kênh YouTube của Đồ Gỗ Kinh Bắc. Và trong buổi sáng của ngày 21 tháng 4 năm 2022, cơ sở bên em sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh chị về những mẫu tủ rượu. Trong đó thì có một chiếc là tủ rượu cong với kích thước chiều ngang là 1m8, cao là 2m3, làm cho một khách hàng đến từ tỉnh Tây Ninh. Và kèm theo đó là một chiếc tủ rượu có kích thước chiều ngang là 1m2, cao là 2m07, làm cho một khách hàng đến từ trong thành phố Hồ Chí Minh. Và tiếp theo đó là một con góc 70 làm cho một bác khách hàng đến từ tỉnh Bắc Giang. Và cuối cùng là một chiếc tủ rượu cong làm cho một bác khách hàng đến từ Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thì con tủ rượu cong đang để mộc thì có kích thước chiều ngang là 2m. Đó, thì trong video clip mới nhất ngày hôm nay thì đang được cơ sở phát trực tiếp tại cơ sở 1 của Đồ Gỗ Kinh Bắc. Đó, thì khách hàng nào mà yêu thích hoặc là muốn sở hữu những cái sản phẩm hàng cao cấp thì có thể liên hệ hoặc là kết nối trực tiếp qua Zalo với đơn vị của Đồ Gỗ Kinh Bắc theo số hotline đó là 0868 82400. Và địa chỉ của cơ sở thì ngụ tại làng nghề thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và quý vị nên lưu ý là những cái sản phẩm của đơn vị chúng tôi thì đều có một chuyên môn. Nó đều có một chuyên môn dựng và hoàn thiện rất là kỹ. Đó, đều có một chuyên môn và một cái kỹ thuật hoàn thiện rất là kỹ. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin giới thiệu về một chiếc tủ rượu cong có kích thước chiều ngang là 1m8, cao là 2m3, làm cho một khách hàng đến từ tỉnh Tây Ninh. Thì thiết kế của sản phẩm thì bao gồm là hai cục. Cục thứ nhất là tính từ phần khuôn tranh đấy ạ. Đó, hất lên đỉnh trương. Và cục bên dưới là từ mép khuôn tranh dưới cho đến phần chân bệ. Thì toàn bộ sản phẩm thì được sản xuất với nguyên liệu là gỗ hương đá của Lam Phi và làm hàng đặt theo yêu cầu. Toàn bộ phần khung cánh thì chúng tôi làm dày là 4 phân. Đó, khung cánh làm dày là 4 phân và trong đó thì có hai cánh cong. Khung cánh là dày là 4 phân và trong đó có hai cánh cong. Và tất cả các sản phẩm hàng cao cấp thì đều được trang bị là phần tay lắm đồng. Đó, phần tay lắm đồng đấy ạ. Thì mỗi chiếc tay lắm đồng thì chúng tôi mua với cái giá là 130.000. Đó, mua với cái giá là 130.000. Thì quý vị có thể tưởng tượng là chúng tôi dùng một chiếc tủ rượu là bao gồm là 4 cái. Đó, vị chi là khoảng độ gần 600.000. Vị chi là gần 600.000 cho 4 chiếc tay lắm. Và kèm theo đó là trang bị là bộ phụ kiện bản lề đồng. Đây là bản lề đồng đấy ạ. Và với những sản phẩm lắp phụ kiện đồng thì nó rất là bền. Và thứ hai là khi quý vị sử dụng thì không lo bản lề nó bị dẹo dọ, cũng như là không lo bị cánh nó bị sệt. Và tiếp theo là phần đợt thì chúng tôi làm là đợt gỗ. Đó, đợt gỗ đấy ạ. Về phần đợt thì trang bị là đợt gỗ. Thì chúng tôi cũng nhận đặt theo yêu cầu của khách hàng. Khách hàng mà yêu cầu chúng tôi làm đợt gỗ thì chúng tôi sẽ làm đợt gỗ và yêu cầu là chúng tôi lắp kính. Thì chúng tôi sẽ trang bị là đợt kính. Toàn bộ khung cánh thì được cơ sở tôi làm dày là 4 phân. Khung cánh là dày 4 phân đấy ạ. Và được hoàn thiện rất là kỹ cả bên trong cả bên ngoài. Vì vậy là cái chất lượng của sản phẩm thì nó rất là cao. Đó. Và khi khách hàng mà để những cái vật dụng như là đồ trang trí, đồ trưng bày hay là những cái sản phẩm chai rượu, cốc ly ở bên trong mà khi quý vị nhìn vào đấy ạ. Nó khi quý vị nhìn vào thì những cái sản phẩm được trang trí, được để ở bên trong thì nó rất là đẹp hả nhá. Và với cái sản phẩm tủ rượu 1m8 thì yêu cầu là phòng khách cũng phải tương đối là rộng. Đó. Và cục bên dưới thì chúng tôi thiết kế gồm có 4 cánh. Nó gồm có 4 cánh và toàn bộ phần khung cánh là dày 4 phân. Khung cánh là dày 4 phân và đây là phần cánh cong. Đó, phần cánh cong. Và mỗi chiếc cánh thì chúng tôi đều lắp cho quý vị là một chiếc tay lắm đồng. Đó, một chiếc tay lắm đồng và khóa là khóa Việt Tiệp. Và nói thêm là về phần khung xương đây ạ. Đây là phần khung xương. Thì chúng tôi cũng làm rất là dày như quý vị nhé. Nó làm rất là dày đấy ạ. Với bản vuông thì chúng tôi làm bản vuông là 4 phân. Và một chiếc tủ rượu cong dài là 1m8 thì chúng tôi đang bán với giá là 27 triệu. Đó. Chiếc tủ rượu cong 1m8 giá là 27 triệu đồng. Và tiếp theo là một chiếc tủ rượu 1m2 thì chúng tôi đang bán với giá là 19 triệu cho một khách hàng đến từ trong thành phố Hồ Chí Minh. Đó là gia đình nhà anh Tuấn Anh. Đó, gia đình nhà anh Tuấn Anh đến từ trong thành phố Hồ Chí Minh. Thì với những sản phẩm mà chúng tôi đưa ra một cái mẫu đục thì đã rất là quen thuộc với khách hàng. Đó, khi mà khách hàng mà theo dõi kênh YouTube hoặc là theo dõi trên fanpage của Đồ Gỗ Kinh Bắc trên Facebook thì có thể biết đến là cái mẫu đục của đơn vị chúng tôi thì có một cái mẫu đục và có một cái kỹ thuật đục chạm và cái mức độ hoàn thiện rất là kỹ.
Đó. Và quay ra xa để quý vị có thể chiêm ngưỡng đi ạ. Chúng tôi chọn gỗ rất là đều nhé khách hàng nhé. Đó, chọn gỗ từ trên xuống dưới. Gỗ chọn rất là đều. Và thiết kế thì vẫn là bao gồm là hai cánh đục tích là tùng hạc và mai điểu. Đục tùng hạc và mai điểu và ba ngăn kéo đục quả dương, sóc và lá nho. Và toàn bộ phần ván cánh thì chúng tôi làm dày là 3 phân. Đó, ván cánh dày 3 phân và khung cánh là dày 4 phân. Và bên trên thì trang bị là đợt kính là kính 7 ly. Đợt kính thì chúng tôi trang bị là kính 7 ly và khung cánh thì chúng tôi vẫn làm dày là 4 phân. Khung cánh là dày 4 phân, đợt kính là trang bị là kính 7 ly, loại kính Việt Nhật. Và bên trên thì chúng tôi lắp cho quý vị là hai chiếc đèn LED. Đó, hai chiếc đèn LED để khi quý vị mà để những cái sản phẩm vào bên trong. Khi quý vị mà để những cái sản phẩm vào bên trong ấy, thì khi mà có ánh đèn thì nó rất là lung linh. Khi có ánh đèn mà chiếu xuống thì rất là lung linh. Và giá thành là 19 triệu đồng cho một chiếc tủ rượu 1m2. Và tiếp theo đó là một con tủ rượu góc với kích thước là góc 70. Nó cao là 2m3. Thì chúng tôi cũng nói về cái kích thước góc cho quý vị để quý vị biết được về cái sản phẩm. Đó, góc 70 là tính từ cái mép bên trong này đấy ạ. Cho đến cái phần mép khuôn tranh ngoài là 70 phân. Đó, ví dụ như là quý vị đặt những cái sản phẩm tủ góc 60 thì nó chỉ đến đây thôi ạ. Và sản phẩm thì được chúng tôi làm với một chuyên môn rất là cao nhé khách hàng nhé. Làm với một chuyên môn rất là cao. Thì con góc 70 này thì cũng đã rất là quen thuộc. Đó, cũng đã rất là quen thuộc bởi vì là chúng tôi làm với cái mẫu đục đấy ạ. Đục 3 tích đó là mai điểu, tùng hạc và trúc trích. Đó, đây là tích trúc trích đấy ạ. Đây là tích trúc trích. Và tiếp theo là tích tùng hạc và cuối cùng là mai điểu nhé quý vị nhé. Và gỗ thì chúng tôi cũng chọn đây ạ, quý vị có thể chiêm ngưỡng. Gỗ là chúng tôi chọn đều cho quý vị từ dưới chân. Đó, từ dưới phần chân đây ạ, chân quỳ cho đến phần đỉnh trương. Thì chúng tôi cũng cố gắng, nó cũng cố gắng là lựa chọn cho quý vị những cái sản phẩm gỗ đều màu nhất. Đó, chọn lựa gỗ đều màu nhất và làm với một chuyên môn rất là cao. Cũng như là có cái kỹ thuật hoàn thiện rất là kỹ lưỡng. Giá là 16 triệu đồng cho chiếc tủ rượu góc 70. Và cuối cùng là một con góc, con tủ rượu cong dài là 2m. Đó, đây là con tủ rượu cong dài 2m đấy ạ. Đợt là đợt gỗ. Ván hậu liền, khung cánh dày 4. Đó. Và chúng tôi đã để sẵn là phần tay lắm đây ạ. Đây là phần tay lắm đồng. Đó, tay lắm đồng đấy ạ. Bản lề đồng, khung cánh là dày 4. Khung cánh là dày 4 phân. Đây là cái sản phẩm để mộc để cho quý vị theo dõi được cái sản phẩm của đơn vị chúng tôi là chọn gỗ nó kỹ như thế nào. Đó, chọn gỗ nó kỹ như thế nào. Đó, gỗ thì chúng tôi chọn rất là đều. Đây là cục bên trên. Và cục bên dưới đấy ạ. Đó, cục bên dưới đấy ạ. Gỗ thì chúng tôi chọn rất là kỹ cho quý vị. Thì con tủ rượu cong dài là 2m thì chúng tôi làm cho một bác khách hàng đến từ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Đó, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Giá là 30 triệu đồng. Giá là 30 triệu cho cái sản phẩm tủ rượu cong dài là 2m. Và cái sản phẩm cong 1m8 là 27 triệu. Và tiện đây thì có một con góc là góc 60, giá là 15 triệu nha quý vị. Đây là một con góc 60, giá là 15 triệu đồng. Thì khách hàng nào mà yêu thích một trong những cái sản phẩm tủ rượu thì có thể liên hệ hoặc là kết nối trực tiếp qua Zalo với đơn vị của đồ gỗ Mỹ Nghệ Kinh Bắc theo số hotline đó là 0868 82 0. Và quý vị nên lưu ý là những cái sản phẩm của đơn vị chúng tôi đều được quay và phát trực tiếp tại cơ sở của đồ gỗ Kinh Bắc. Đó, phát trực tiếp tại cơ sở của đồ gỗ Kinh Bắc thì những cái sản phẩm mà trong cái không gian mà chúng tôi đang quay thì có thể là khi mà bị cơ sở khác mà chèn ảnh vào ấy thì quý vị nên lưu ý nhé. Đó, đây là cái sản phẩm mà được cơ sở tôi phát trực tiếp tại cơ sở 1 của đồ gỗ Kinh Bắc, ngụ tại làng nghề thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và cũng có rất là nhiều các sản phẩm của đơn vị chúng tôi nó bị chèn ảnh vào và đã được những cơ sở khác đi chào hàng cho khách hàng. Thì vì vậy là khách hàng nên lưu ý và đặt mua những cái sản phẩm của những cơ sở uy tín để làm sao được cái sản phẩm tốt nhất. Đó. Và video clip mới nhất ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin phép là khép lại tại đây.
Và xin chào, hẹn gặp lại anh chị trong những video clip lần sau. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.